Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Học Tiếng Trung. Hôm nay chúng ta đến với tập 5 của bài 11. Sư, tức là giấy. Trong bài này á, mình sẽ được học là cái giấy đối với cái tầm quan trọng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Những cái nó là được làm từ đâu ra, cũng như là chúng ta sẽ tìm hiểu cái tầm quan trọng của giấy, cũng như việc giữ gìn môi trường, vệ sinh môi trường. Bây giờ chúng ta đến với phần đàm thoại. 第十一课指中国古代有四大发明。 中国古代là cổ đại, 有四大 là số 4, 大 là tức là đại, tức là những cái lớn ha, phá miễn là phát minh. Thời cổ đại Trung Quốc có 4 phát minh lớn, 四大 phá miễn. 纸是其中的一个, giấy là một trong những thứ đó, là một trong 4 cái đó. 你们知道有哪些东西纸做的吗? 你们知道 là các em có biết ha, các bạn có biết. 有哪些东西, có những đồ vật nào, 是纸做, là do giấy làm ra hay không? À, các bạn có biết những đồ vật nào được làm ra từ giấy hay không? 纸是什么做出来的? Giấy, và còn giấy thì được làm từ đâu? 是怎么做, ha, như thế nào? 出来 là ra, tức là giấy được làm như thế nào mà ra, được làm ra như thế nào? 纸在我们生活中 到底有多重要？纸在我们生活中，啊 ，giấy trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta， 到底 rốt cuộc 哈有多重要 là quan trọng đến đâu， 哈，我们 muốn nói là quan trọng đến đâu， muốn nghĩa hỏi như vấn ngược là thì mình dùng là 多重要 ，ha， nhưng mình không dùng là 多重要， 多重要。书本 là sách, 卡片 thiệp, 图画纸 là giấy hoặc hội họa, giấy để vẽ tranh. 卫生纸 giấy vệ sinh, 甚至是钞票 à, thậm chí là tiền giấy, 钞票 là tiền giấy. 都是纸做的 đều là giấy làm ra. 生活中到处都看得到，而且每天都用得到。À, trong cuộc sống, 到处 là khắp nơi, là nơi, đều thấy, đều nhìn thấy. 而且đồng thời, 每天 mỗi ngày, 都用得到, đều dùng, dùng là xài, 得到 là được, à, đều dùng được, mỗi ngày đều dùng được. 只是用书目做出来的。纸是用书目，书目啦啦cây gỗ ha, 做出来 là giấy được làm bằng gỗ, làm từ gỗ mà ra. 古代做纸的方法和现在不同。Phương pháp đây là phương pháp ha, là phương pháp làm giấy thờ cổ xưa và bây giờ thì không giống nhau, 不同。以前是用手工的。À, trước đây thì dùng là thủ công, tức là dùng tay. Hiện tại đều là cơ xe, cơ khí làm được. Bây giờ thì đều là cơ khí, là máy móc làm. Vì vậy, hiện tại thì chỉ vừa nhẹ vừa phương tiện, phương tiện. Vì vậy, hiện tại thì chỉ bởi vì giấy bây giờ vừa nhẹ vừa nhẹ lại vừa tiện lợi, phương tiện. 虽然纸在我们生活中这么重要，虽然那么有哈，giấy在纸在我们生活中 giấy trong đời sống của chúng ta 这么重要 quan trọng như vậy 啊，这么很như 这么重要，但是作纸要砍很多树 nhưng mà 作纸 để làm ra giấy 要砍 tức là mình phải cưa, mình phải chặt
hình to su, phải chặt rất là nhiều cây. 这样已经影响了我们的生活环境。 这样 như vậy đã ảnh hưởng, ảnh hưởng đến 我们的生活环境, hoàn cảnh là môi trường ha, đã ảnh hưởng đến môi trường sống của chúng ta. 为了保护环境, vì để bảo vệ môi trường, bảo khu hoàn cảnh là bảo vệ môi trường. 应该少用纸, nên ít dùng đến giấy, xảo dùng chữ, hoặc sự to dùng tái sinh chữ, hoặc là dùng nhiều giấy tái sinh. Bây giờ mình đến với phần từ mới ha, sinh chữ, Trung Quốc là Trung Quốc, Trung Quốc, cổ đại là cổ đại, thời xưa. Phát minh là phát minh, chỉ trung là một trong những cái gì đó. Sinh hoạt là sinh hoạt đời sống. Tạo tỷ là rốt cuộc ha. Sư bẩn là sắc. Vệ sinh tử, dễ vệ sinh. Sinh sư là thậm chí. Sư mu là gỗ. Chao piao là tiền giấy. Phương pháp là phương pháp. Sổ công là thủ công, tức là dùng tay. Chín là nhẹ. Khản là chặt, cắt gỗ, cây là cắt cái gì đó. Ảnh hưởng là ảnh hưởng. Hoàn cảnh là môi trường, là hoàn cảnh. Bảo hộ là bảo vệ. Tái sinh tử ha, như chữ trai này thì mình biết rồi, nó là tái hay là lại, trai chiên nó là hẹn gặp lại ha. Còn ở đây tái sinh tử thì nó sẽ nghĩa là giấy tái sinh. Bây giờ mình đến với phần cấu trúc câu. Xu xỉnh chỉ trung tờ ý ha, chỉ trung tờ ý là một trong cái gì đó, thường đằng sau của nó sẽ là một lượng từ ha, là cơ hay trùng hay là bình hay là cái gì đó, nói chung là một cái lượng từ để chỉ cái đồ vật đó. Trung Quốc xin nhiễn yào chư tờ sử u hình tua nhiễn cao sư chỉ trung tờ ý cơ. Năm mới thì có rất là nhiều đồ ăn. Bánh tổ là một trong những cái món mà là một trong những cái món đó ha, tức là một trong nhiều món đồ ăn ở mùa dịp Tết đó. Sinh đạn chế yào chuẩn bị hẳn tố tông xì. Sinh đạn su sư chí trung tờ ý. Noel phải chuẩn bị rất là nhiều đồ. Cây thông Noel là một trong những cái món phải chuẩn bị là những món đó ha. Ý cơ ở đây là thế cho là cái cây, những cái món đồ mà chuẩn bị cho dịp Noel. Chào sư mại tờ dịnh liệu hẳn tố. Chi sủy sư chí trung tờ ý trộn ha, giống như tùy vào cái đồ của mình nói mà mình nói mình có thể dùng khưa hay là trùng ha. Ở đây mình nói là chủng loại thì mình muốn nói chủng loại thì ở siêu thị có rất là nhiều nước uống ha, nước ngọt thì là một trong những cái loại đó. Khải Vân, cái cơ sửa chỉ tờ vấn hoa khơ cân sang cơ sửa chỉ tờ ý dặn mà. Khải Vân, cái học kỳ cái cơ sửa chỉ tờ vấn hoa khơ, cái môn học văn hóa của kỳ này á thì có giống với lần trước không, kỳ trước không. Chơ cơ sửa chỉ tương gia là ý xie vấn hoa khơ. Sư phả sư chỉ trung ý khơ. Học kỳ này á thì gia tăng thêm một số môn văn hóa. Thư pháp là một trong những cái môn đó. Tạo tỷ là rốt cuộc. Jin tiên wǎn shàng ma ma dào tǐ zuò huì zuò shí me wǎn cán wǎn cán ne. Tối hôm nay mẹ rốt cuộc là sẽ làm cái món ăn gì, ăn tối gì. Cơ cơ, nǐ dào tǐ yào mài nǎ yī zhòng bǐ ne?
và rốt cuộc thì anh muốn mua cái loại viết nào vậy? 弟弟, 这里买太多了, 我不知道要选哪一字。 Ở đây quá nhiều loại viết rồi, anh cũng không biết phải chọn cây nào. 这个学期凯文 到底想学什么呢? Học kỳ này rốt cuộc là Khải Văn muốn học cái gì? 立安爸爸明天我到底要去哪里野餐呢? 我们 ba ơi, hôm nay thì chúng ta rốt cuộc là sẽ đi đâu để dã ngoại? 我们去国家公园吧, chúng ta đi công viên quốc gia nha. 甚至 là thậm chí, thế là có nghĩa là không những như vậy mà nó còn như vậy hơn nữa. 佳姐跑步跑得很快, 甚至踢球也踢得很好. Gia Kỳ chạy bộ chạy rất là nhanh, thậm chí là đá banh cũng đá rất là tốt. 妈妈做什么菜都会做. 妈妈什么菜都会做, 甚至是意大利菜也会做. Mẹ món nào cũng biết làm, thậm chí là món Italy, món Ý cũng biết làm luôn, cũng biết nấu luôn. 很多东西都是用面粉做成的, 甚至月饼也是. Rất là nhiều đồ ăn là được làm từ bột mì. Chí là bánh trung thu cũng được làm từ nó. Anna nói với Khải Quỳnh ha. Khải Quỳnh, 听说你家养了很多龙物是吗? 宠物, 很多宠物是吗? Khải Văn nghe nói nhà bạn nuôi rất là nhiều thú cưng phải không? 是啊, 我养了狗, 甚至也养了兔. Đúng rồi, mình nuôi chó và còn nuôi luôn cả thỏ. Giờ đến với cấu trúc là 得到 hay là 不到, có thể hay là không thể cái gì đó. Đằng trước của nó sẽ là một động từ. 在教室里, Anna 坐在后面, 所以看不到老师写的字. Trong lớp học, Anna ngồi ở phía sau, bởi vậy không thấy được cô viết chữ. Còn phần này là giữa nãy nãy và Nguyễn Trân, bà nội và Minh Trân. 在美国吃得到, 吃不到台湾菜. Ở Mỹ có ăn được hay là ăn không được món Đài Loan? 吃得到, 每个大城市都有. Ăn được, tức là có thể ăn được, mỗi cái thành phố lớn đều có. 卫生纸是大家都用得到的东西. Giấy vệ sinh là đồ mà mọi người đều có thể dùng được. 老师那里买得到, 买不到. 比, 你可以去超市买. Có thể đi siêu thị để mua. Tức là bên này bạn Khải Văn hỏi là ở đó ha, một họ đang trong cuộc đàm thoại của mình là đang nói về một cái điểm nào đó, thì bạn này mới hỏi là ở đó có mua được hay là không mua được viết, thì cô mới nói là bảo là đi siêu thị. Và bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Zai jian. Nếu cảm thấy nội dung video hữu ích, các bạn vui lòng nhấn đăng ký và like. Một mặt là để ủng hộ kênh và cũng để chủ động nhận được những bài mới. Và ngoài ra, nếu cảm thấy video hữu ích thì các bạn có thể share cho những người bạn của mình. Nếu có gì thắc mắc thì có thể để lại thông tin ở phần comment. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.